Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp các bài tập cho bài học là Keyin. Ở bài tập này, các bạn biên tập tiêu đề Noel theo những yêu cầu của đề bài đưa ra. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những yêu cầu như sau. Các bạn sử dụng mặt nạ mask. Các bạn diễn hoạt motion thin. Các bạn thao tác key, color key, deep runway, vân vân. Thì phân tích yêu cầu cho bài tập này, các bạn có một số việc làm như sau. Trước tiên, các bạn thao tác mặt nạ mask. Sau đó, các bạn diễn hoạt motion thin cho các lớp của mình. Cụ thể ở đây là các hình ảnh tượng trưng ở đây. Sau đó, các bạn dùng hiệu ứng color key để mình làm trong suốt cái hình chậu bông này. Hay là deep runway để mình diễn hoạt các hình ảnh xuất hiện như vậy. Thì các bạn có thể xem đoạn phim mẫu đã cung cấp sẵn cho các bạn ở đây. Thì nhìn vào đoạn phim này, các bạn thấy rằng là mình diễn hoạt motion thin cho các lớp hình này. Đồng thời, các bạn sử dụng hiệu ứng là color key để mình diễn hoạt cái hình chậu hoa này. Và mình dùng deep runway để mình diễn hoạt hình con gấu này và hình các gấu hoa này. Ok. Đồng thời, các bạn sử dụng hiệu ứng là Snow, CC Snow để mình làm hiệu ứng tuyết rơi theo như yêu cầu của đề bài như vậy. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những cái bước hướng dẫn giải như sau. Trước tiên, tôi nhập các tập tin hình ảnh và phim vào, đồng thời tôi tạo một biên tập, tôi đặt tên là Noel, hệ ban D1 DV, 10 giây. Sau đó, tôi dùng cái video clip là flower.jpg mà tôi làm nền và tôi tạo một lớp solid màu trắng và tôi hiệu chỉnh opacity để tôi cho nó mờ xuống như vậy. Sau đó tôi tạo một cái biên tập mới và tôi diễn hòa các hình waterfall này xoay qua xoay lại vân vân. Tiếp theo tôi tạo cái lớp box.jpg này và tôi dùng hiệu ứng là color key để tôi lọc màu và tôi diễn hòa cái hình chậu hoa này. Sau đó tôi tạo lớp bia chấm jpeg và tôi dùng mặt nạ để tôi che khuất các cái phần màu trắng này đi và tôi dùng hiệu ứng deep runway để tôi diễn hoạt. Tiếp theo tôi tạo cái lớp gip chấm jpeg và tôi dùng hiệu ứng color key này để tôi lọc màu và tôi diễn hoạt cho cái hình ảnh các gấu quà này. Và cuối cùng là tôi dùng hiệu ứng CC Snow để tôi tạo hiệu ứng tuyết cho cái biên tập của mình. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những cái thao tác như sau. Trước tiên, tôi nhập một số các hình ảnh video clip vào. Đó không ạ? Sau đó, tôi tạo một biên tập ban D1 DV khoảng là 10 giây. Ok. Đồng thời, tôi có thể nhập cái đoạn phim mẫu của mình vào để tôi tham khảo. Đúng mà. Và tôi xem đoạn phim mẫu của mình ở đây. Đúng mà. Trước tiên tôi rõ dần trong thời gian 1 giây. Từ 1 giây đến 2 giây, tôi diễn hoạt cái hình chậu hoa này. Đúng mà. Đồng thời, tôi có một cái diễn hoạt lắc qua lắc lại các hình này. Đúng mà. Và tôi diễn hoạt các hình ảnh tượng trưng này và tôi dùng hiệu ứng Snow để tôi tạo tuyết ở đây vân vân. Ok, trước tiên tôi dùng cái hình flower để làm nền đúng không ạ, và tôi dùng thuộc tính scale, tôi scale lớn ra và tôi đặt như vậy. Sau đó tôi tạo một lớp solid, đồng thời tôi cho là màu trắng đúng không ạ. Ok, và tôi dùng opacity, tôi giảm cái này xuống. Tôi giảm opacity xuống một xí. Tôi đặt như vậy. Đúng mà. Bây giờ tôi tạo một cái biên tập để mà mình thực hiện các cái xoay các hình ảnh tượng trưng này. Đúng mà. Ví dụ tôi nêu một biên tập mới. Tôi nói ví dụ là xoay. Đúng mà. Khoảng có là 10 giây. Ok.
Đồng thời tôi dùng hình ảnh là waterfall này để tôi xoay. Tôi đặt qua đây. Thì như vậy, nhìn vào hình này, cái nền của mình có màu trắng và đồng thời mình có râu nằm màu trắng. Cho nên là tôi không dùng cái hiệu ứng key để mà tôi key được. Và tôi dùng mặt nạ mask để tôi bỏ cái nền màu trắng bên ngoài đi. Đúng mà. Tôi dùng công cụ Ben. Tôi vẽ một số, tôi vẽ các cái mask. Đúng mà, tôi vẽ một cái mask. Đồng thời tôi hiệu chỉnh lại một chút xíu. Đó mà, tôi hiệu chỉnh lại một xíu. Sau đó tôi dùng thuộc tính feeder này, tôi tăng lên một chút, khoảng là 3 pixel. Đó mà. 3 pixel thôi. Ok. Để mình tạo một cái độ smooth. Đó mà. Sau đó tôi dùng các thuộc tính transform này. Đó mà. Để tôi xoay. Đó mà, bây giờ tôi xoay ra như vậy. Đó mà, tôi xoay ra như vậy. Thì như vậy là tôi scale nhỏ xuống một chút. Đó mà, tôi scale nhỏ xuống một xí. Khoảng 33%. Ok. Hoặc là 35%. Tôi đặt ở đây như vậy. Sau đó tôi tạo keyframe để mà tôi xoay. Đó mà. Rotation tôi cho cái này là khoảng là 15 độ. Đó mà. Tới cho một giây này. Tôi cho là trừ 15 độ. Ok, thì mình được một cái diễn hoàn như vậy. Sau đó tôi copy. Đó mà. Tôi copy này. Và tôi bát ra. Tôi bát ra. Cứ hai cái frame tôi bát ra một lần. Ok. Chỗ này tôi copy. Và tôi bát ra đây. Thì mình được như vậy. Đúng mà. Các bạn render để mình xem. Sau đó tôi đắp ra đúng không ạ? Tôi đắp cái này ra. Tôi bấm Ctrl D. Đồng thời tôi đảo ngược cái giếng hoạt này lại. Đó mà, tôi bấm chữ U, tôi đảo ngược lại. Tôi xoay đây qua đây một chút. Tôi đặt ở đây một xí. Mình xóa cái này đi. Đó mà. Đồng thời các bạn đưa cái này về đây. Sau đó tôi chọn cái key này, tôi copy. Và tôi paste ở đây, thì tôi được như vậy. Đúng rồi, và tôi render đi mình xem thì các bạn được như vậy. Sau đó các bạn bấm Ctrl D, đắp hai lớp này ra. Đúng mà, và mình đặt vào đây. Tương tự như vậy. Và bấm Ctrl D. Các bạn đưa vào đây. Và mình bấm Ctrl D. Bạn đưa vào đây. Giả sử tôi được như vậy. Ok, tôi sẽ là vậy. Sau đó tôi trở về cái biên tập chính của mình. Đó mà. Và tôi đưa cái biên tập xoay này vào. Ok. Tôi sẽ là vậy. Tôi được như vậy. Đó mà. Ok. Bây giờ tôi sẽ diễn hoạt cái hình ảnh của cái chậu hoa này, đúng mà, hình chậu hoa này. Thì như vậy các bạn thấy rằng chậu hoa này, các bạn thấy hình chậu hoa này có màu trắng, đúng mà, có màu trắng. Và tất cả các màu trong này là không có màu trắng, cho nên tôi dùng hiệu ứng color key trong nhóm key in này để tôi bỏ màu trắng ra đây.
Color key, tôi nhấp đúp vào đây. Và tôi chọn cái này màu trắng, tôi click vào đây. Tôi tăng color tolerance lên một chút. Đồng thời tôi tăng cái fade lên một chút để mình tạo được shell mode, ví dụ như là 3. Giả sử là vậy. Sau đó tôi dùng cái color key này để tôi diễn hoạt luôn. Đó mà, tôi diễn hoạt luôn. Ví dụ như là tôi đúp cái color key này ra một cái nữa, tôi bấm Ctrl D. Tại chỗ này tôi không key màu trắng mà tôi key một cái màu khác, nó sẽ là màu xanh này. Thì cứ như vậy các bạn tăng cái này lên. Đó mà, thì các bạn thấy như vậy. Mình giảm ít thứ này xuống. Thì các bạn thấy như vậy. Đó mà, để mình diễn hoạt luôn. Thì như vậy, mình xem cái phân bố thời gian. Tại giây thứ 1 đến giây thứ 2 là mình diễn hoạt cái này. Thì như vậy là tôi đặt ở đây ở giây thứ 1. Giây thứ 1 tôi bấm rồi vuông, tôi đưa vào đây như vậy. Và tôi tăng cái này lên khoảng là 300, tôi sẽ là vậy. Ok, 255. Tôi tạo một keyframe. Tới giây thứ 2 này tôi cho về không. Thì như vậy các bạn sẽ thấy mình thì có một cái diễn hoạt như vậy đó mà, nhưng mà như vậy đối với ba lớp này mình có một cái hiệu ứng là rõ dần, ví dụ từ đây đó mà mình rõ dần trong thời gian khoảng là 10 nửa giây, 14 frame đó mà. Thì như vậy tôi bấm chữ T ở đây, tôi tạo keyframe ở đây tới khoảng là 14 15 giây frame gì đó, tôi tạo keyframe nữa, tôi đưa đầu đọc vào đầu, tôi cho là không. Ok, thì mình đợi như vậy. Đó mà. Tương tự như vậy, tôi tạo cho các lớp còn lại về lớp hình con gấu và hình quà. Đó mà, hình con gấu. Ví dụ như vậy, thì từ 3 giây này, đó mà, từ 2 giây này, tôi xuất hiện hình con gấu. Đi ra. Ok. Thì đối với hình con gấu này, các bạn cũng thấy có màu trắng ở đây và màu trắng ở nền. Cho nên là tôi không dùng hiệu ứng key được mà tôi dùng là mặt nạ để tôi cắt, tôi bỏ này đi. Đó mà, tôi dùng mặt nạ. Tôi dùng công cụ Ben này, tôi tạo một cái mặt nạ. Đơn giản như vậy. Đồng thời tôi bấm chữ MM. Tôi tăng cái feeder này lên một chút, khoảng là 2 pixel. Ok. Tôi được như vậy. Tôi sẽ kéo lớn lên một xí. Giả sử là vậy. Tôi đặt ở đây. Đồng thời tôi bấm ngặt vuông, tôi đi đầu đọc về đây. Sau đó tôi dùng hiệu ứng là Color Deep Run Key. Đúng không ạ? Hay là Deep Run Mây. Để tôi diễn hoạt hình con gấu này. Tôi nhấm đất về đây. Đó mà. Thì như vậy mình thấy nếu mà cái này là không. Đó mà. Tôi cho là Output. Đó mà. Tôi tính như là chỉnh là như vậy. Đó mà. Thì như vậy. Giả sử ở đây tôi cho là 100%. Tôi tạo một keyframe. Đó mà. Cái matching mask này. Sau đó tới chỗ 3 giây. Tôi cho là về không. Thì tôi sẽ có một cái diễn hoạt như vậy. Đó mà, một cái diễn hoạt như vậy. Tương tự như vậy, tôi thực hiện tiếp theo cho cái lớp hình của gấu quà này. Đó mà, hình gấu quà này. Ở đây, tôi lấy hình ghép, tôi đặt vào đây. Đó mà. Và tôi đưa về đây. Bắt đầu từ 3 giây cho đến 4 giây là tôi diễn hoạt cái này. Đó mà. Thì đối với cái này mình thấy nó có màu trắng và những cái màu trong này là không phải màu trắng. Cho nên tôi dùng hiệu ứng là Color Key. Để tôi bỏ cái màu trắng này đi. Tôi nhấp đất về đây, tôi chọn cái màu trắng và tôi tăng cái color này lên một chút, color này lên. Sau đó tôi tăng cái feeder này lên một chút. Ok, tôi được như vậy. Đồng thời tôi dùng scale, tôi giảm nhỏ xuống một xí. Giả sử là vậy. Đó mà, giả sử là vậy. Sau đó tôi đắp cái hiệu ứng key này ra một cái nữa, tôi bấm Ctrl D. Nhưng mà tôi key cho một cái màu khác để tôi diễn hoạt. Đó mà, chỗ nào tôi key cho một cái màu vàng như vậy. Thì các bạn thấy là mình tăng cái này lên. Đó mà, là mình giảm xuống thì mình sẽ diễn hoạt như vậy để mình tạo hiệu ứng. Nếu mà không hết thì các bạn có thể chọn một cái màu nào đó để mình key cho nó hết. Đó mà, giả sử là vậy. Ok. Thì giả sử là tại cái keyframe chỗ này, đầu tiên này, tôi cho cái color tolerance này là 255. Sau đó tôi tạo keyframe. Tới cho 4 giây này,
tôi cho đây là về không, thì mình sẽ thấy có một diễn hoạt đó mà như vậy đó mà. Ok, các bạn thấy mình render để mình xem. Ok, thì bây giờ tiếp theo tôi tạo cái hiệu ứng là tuyết rơi cho cái biên tập của mình trong cái nhóm hiệu ứng là simulation. Các bạn có là CC Snow, tôi chọn cái nhóm là tôi chọn cái lớp là xoay này, tôi đưa vào thì các bạn thấy tuyết rơi như vậy. Tôi tăng tốc độ lên một chút đúng mà, tôi giảm số lượng hạt lại một xí vì tôi cho là khoảng là 200 hạt đúng mà, tôi tăng cái size này lên một chút, tôi tăng cái tần số này lên một xí đó mà, tôi tăng cái này lên một xí khoảng là 80. Ok, thì tôi render đó mà. Nếu mà các bạn thấy mà tiết rơi nhanh quá thì mình giảm cái speed lại xuống một xí đó mà, giảm xuống một xí. Ok đó mà, thì hoặc là tôi cho là khoảng là 0.3 đó mà, và tôi render. Hoặc là các bạn có thể cho cái hạt của mình ít xuống một xíu, tôi cho là khoảng là 100 hạt. Nó sẽ là vậy. Ok. Thì ở cuối phim này các bạn cho một cái thuộc tính là opacity để mình giảm mờ xuống. Tôi chọn hết cái này, tôi bấm chữ T và tôi tạo keyframe. Đúng mà. Ở đâu đó chỗ này, chỗ chính dây này. Tôi tạo keyframe. Sau đó về cuối keyframe cuối này tôi cho là không. Thì các bạn thấy là tự động sẽ mờ dần và mất đi. Đúng mà. Ok. Thì như vậy, đối với bài tập này, các bạn làm quen với hiệu ứng là color key để mình lọc bỏ một cái màu nền của một cái lớp của mình. Và mình cũng có thể dùng hiệu ứng color key để mình diễn hoạt cho cái lớp của mình để mình tạo một cái hiệu ứng xuất hiện, hay còn gọi là mình gọi là chuyển cảnh đó mà. Thì ở đây tôi dùng hai hiệu ứng color key và deep rain để tôi diễn hoạt các lớp phim của mình. Bên cạnh đó các bạn có thể dùng mặt nạ để mình bỏ cái nền của mình, thì đó là yêu cầu để mình làm bài tập này.